Hiện tại thì nhà mình đang ở ga Kyoto. Thì hôm nay thì nhà mình sẽ đi một vòng cái ga Kyoto này. Đặc biệt là mình sẽ đi đến cái chùa Toji ở gần đây, nơi mà đang có mùa hoa mơ cũng rất là đẹp. Thì cái ga Kyoto này là cái ga mà có rất nhiều các cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Kyoto ở xung quanh. Cho nên là khách du lịch đến đấy rất là đông, người ta xếp hàng rất là dài ở trước cửa khu ga xe buýt. Thế phía xa kia là sẽ là cái tháp Kyoto các bạn nhé. Cái tháp này mình có thể lên được trên tầng trên, như giá khá là đắt. Ok, bây giờ trước khi mà đi đến chùa Toji thì nhà mình sẽ qua một cái chùa rất là lớn ở gần cái ga, ngay cạnh cái ga này. Đông không? Khách du lịch luôn đông. Bây giờ đang là mùa xuân là khách du lịch rất là đông, mà mùa là đẹp nhất của Nhật Bản, rất nhiều hoa, mùa của hoa, rồi là các cái địa điểm du lịch thì đều có hoa nở rất là đẹp. Ở bên Nhật thì bắt đầu nới lỏng các cái dịch vụ liên quan đến dịch Covid ấy, thì đã nới lỏng hết cả rồi, cho nên là lượt khách du lịch sáng rất là đông. Đông nhỉ, hôm nay đông nhỉ. Kyoto là rất nhiều khu du lịch ngắm cảnh như thế này, người ta đi nhiều lắm, đầy luôn. Người ta đi du lịch, người ta vác vali đến thẳng đây, sau đó người ta ở khách sạn luôn. Đây Yotobashi các bạn, Yotobashi rất là to nha. Ngày xưa nhà mình ở Kyoto nên là hàng tuần thì cũng hay lượn lờ ở khu này. Cái gì ấy, ở vòng quay này. Chúc bạn xem kia, bạn xem kia Yotobashi này, xem có gì không? Đây, ở đây mình có thể thấy được mấy cái mái chùa ở đây rồi, chùa rất to. Ừ, đây nhiều khách du lịch lắm. Không biết người ta cho quay không chứ. Nhiều chỗ trong Nhật thì người ta sẽ cấm quay, mình cũng sẽ không được quay. Ở ngoài đây đi mình nhớ không, rất nhiều cá đẹp này. Đây cái sông này. Là cái ao quanh hồ đấy này, nhìn này, nhìn chưa? Mình nhìn này. Đại bự luôn này, na này. Đó. Ủa, con cá vàng kìa. Cá vàng kìa, na kìa. Ở những cái chùa thì người ta hay thả cá ở các cái mương ở trước chùa. Cá chép rất là to luôn. Và đây là mặt chính của chùa các bạn này. Hôm nay hình như là có lễ hội gì, người ta chuẩn bị thả cái này lên này, mít này, đúng không? Đây cái mặt trẻ con đấy. Hay ngày lễ trẻ con nhỉ? Quay đây xem nó có gì. Trong kia người ta cũng đang ừ, quay lên con này. Hay nhỉ? Đi mít đây, vào chùa đi. Vào xem đi. Đây, chùa này tên là Higashi Hogan. Higashi Hogan gì đấy. Chùa này là rất là lớn của Kyoto luôn, mà sát cái ga Kyoto luôn, cạnh Yotobashi vậy. Mít có biết tại sao người ta răng lưới ở đây không? Để tránh cho chim bồ câu đậu vào ấy. Chim bồ câu đậu vào nó ỉa bẩn ấy. Nên người ta phải răng lưới, không chim bồ câu không vào được. Đi mượn con nhìn xem có cấm quay không nhá. Đây, mít lấy tiền trăm yên tung vào. Đây, hai chị em chung một đồng nhá. Vâng. Hai chị em cầm chung một đồng. Đây. Ừ, trăm yên.
chùa thì hay có hòm công đức này thì tung mình tung tiền mà xong rồi mình cầu cái gì đó. Tung bên nặng được sao con? Đấy, bên nặng được con. Đó, con tung vào. Bên nặng được con tung vào thôi. Úi dồi, tí nữa thì bay ra ngoài. Rồi. Đấy, đúng như vậy. À, được rồi, đi ra đây. Hôm nay không rõ là người ta làm gì mà người ta bức sạp đây. Đây chùa chính đấy ạ. Rất là lớn luôn. Này bác giảm đây à. Chùa to nhỉ, hoành tráng luôn. Như phải có vé sao như này. Cô kia người máy hay là gì? Vào là phải bỏ giày ra tít. Bỏ giày lấy túi ni lông. Bên trong thì không được quay, bên ngoài thì không thể cấm nên là mình sẽ quay. Rất là rộng nhỉ, bên trong là chiếu để cả cái sàn to như thế để cho mọi người tụ kinh nhé, giáo sư với cả các bạn tụ kinh rộng, người ta đốt hương trầm trong đấy này, hương thơm nhỉ, hương thơm ấy nhỉ. Đây là vòng quanh, lần đầu tiên mình đi này nên biết ạ. Đẹp kìa, từ đây nhìn ra chùa này. Đẹp không? Chùa này cũng nhận to thôi. Na về thích bầy sỏi nhỉ. Ba cái chùa đó, ba cái tòa rất to ở trong ba chùa, trong cái chùa này. Yếu tố đi, để về cả cái bên này cơ. À. Bây giờ nhà mình đang quay lại gà Kyoto, đó thì sẽ đi qua gà này thì sẽ đến chùa Toji, mà cái chùa hôm nay mình định đến đây. Kyoto Eki. Đấy, chuyện đấy. Nó đi sang, bây giờ đi sang Yêu. Đi lên trên đây không? Yeah.
suốt đây nhỉ. Bên kia có hoa kìa Mỹ kìa. Rất là nhiều người nước ngoài đến sẽ tham quan nhé. Xưa mình hay đi xe đạp mình để đây này. Đâu. Cây này là cây hoa sakura đấy. Bố bảo là cây này là rất là già và nổi tiếng ở vùng này luôn. Ở một mình nó cả một khuôn viên cho nó luôn này. Kiểu là cây cụ luôn đấy. Nên cây này rất là già và rất nổi tiếng là hoa sakura rủ nhé. Hôm nào mà mùa hoa sakura mình sẽ vào đây xem nhé. Ok, rất là nổi tiếng luôn. Có cả line up cái thứ này. Còn nhớ mấy lần line up rồi người ta xếp hàng hít đầu kia không? Ở nhà trong nhà mình không vào được đâu, dài quá.
lịch nhé. これだと木の前後ろに50センチがあるの。